Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về Bowmasters. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái thùng quà mới đây các bạn. Wow, được 1.500 tiền luôn. Cái rương này nó cho mình được 1.300 tiền các bạn. Và tiếp theo là, trời ơi sao không cho ra cái con nào mới mới cho mình vậy. Oh, có một cái cô bé khá là dễ thương. Đây chúng ta xem video thì nó sẽ tặng cho mình cô gái này. Wow, và sau khi xem video thì nó đã tặng cho mình cái con này rồi. Oh yeah, khá là thú vị đây các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái con mới này đi chiến đấu nha. Đây là một cái con tướng cấp huyền thoại luôn đấy. Wow, bây giờ đấu với một cái anh bạn gì da đen thùi lùi vậy, cảnh sát mà nó ở trần các bạn à. Ồ, và cái con này nó có cây đinh ba các bạn ơi. Cây đinh ba này nó có thể phóng lên là 3 tia luôn đấy. Wow, xem nào. Mình cậu này cách mình 41m, chắc chúng ta lên tầm 17 xem. Ồ, chính xác luôn. 17. Ghê thiệt, HNT canh ghê quá các bạn. Ô, còn cái này là mũi tên hình trái tim. Trời ơi xiên táo luôn, không thể tin được. 18 nha các bạn. Chúng ta bắn chú ấy mới bị bắn xong chắc lết ra xa thêm chút rồi. Mày hả bà ơi, 2 cây ghim dính người, quá tuyệt vời. Và bây giờ là cái mũi tên đang lao thẳng tới mình. Ấy da, nó bắn ngay bụng luôn rồi, không thể tin được. Cô bé đáng yêu và dễ thương của chúng ta đang bị hành hạ khá là thê thảm. Mày hả bà ơi. Hiện tại thì dường như là máu chúng ta ít hơn máu tem bạn các bạn à. Ấy da, hết sọt rồi. Không thể tin được cái con này nó mạnh vậy luôn đấy. 19 độ nè bé. Mày hả bởi. Trời ơi, nó còn có cái chân không à. Cái chân kia là còn cài loại bộ xương. 19. Ok, 19 độ. Ây da, trời ơi, bắn mém trúng các bạn à. Wow, khá là thú vị đây. Và cái cô ái của chúng ta bị rách áo luôn rồi. Đi quánh lộn bắn tới nữa mà bị rách áo các bạn à. Wow, khá là tuyệt vời đây. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi chiến đấu xem. Ồ, đây là có một cái rương nữa nè. Cái rương này không biết có cái gì trong đó. Nhưng mà phải tốn mấy tiếng nữa, 3 tiếng mấy nữa nó mới mở cho mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái thú vị coi nào. Chơi cái này đi, quả táo nha các bạn. Chọn cái em nào đây. Ô, em này hình như là phải tốn tiền. Mấy con này phải tốn tiền để mua đấy các bạn. Ghê gớm quá. Mình đổi đi. Nên mình sẽ đổi cái bà cụ già này đi chiến đấu với quả táo xem. Ô, bà cụ già phóng tiêu đây. Tầm chắc khoảng là 15 độ. Wow, quả chính xác. Tiếp theo là phóng bánh mì. 5 độ. Chính xác các bạn ơi, phóng thằng này nó banh xác luôn. Ngay đầu của anh bạn đang đứng luôn. Kinh quá. Xiên, trời ơi, kinh khủng HNT. 3 phát rồi là bách trúng rồi đấy. Oh my god, cái này nó khó canh quá các bạn ơi, nó cao nó xa quá. Nó xa quá các bạn ơi. Là phải lên 9 rồi. 10 độ luôn. Mày hả bởi, thời phóng ngay cậu này. Không ngay đến táo mà ngay cái đầu của anh bạn đó. Xiên táo rồi. Oh yeah. Oh my god, giờ tới cầm cái đồ chơi game chọi nữa coi. Mày hả bởi. Wow, vẫn trúng các bạn à. HNT vẫn còn cầm cự được. Wow. Mày hả bởi. Ok, vẫn còn cầm cự được các bạn à. Cố lên. 14 độ. Xiên tường, trời ơi. Ngay táo của anh này chứ không có ngay cái cậu đó. Không ổn tí nào. Mình đã canh hết sức luôn. Nhưng mà canh trúng ngay cái táo của cậu đó. Ok. Xem nào. Bỏ qua đi. đi kiếm chơi cái trò gì đây. Đây bắn chim nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đổi người đi. Đổi cái co anh bạn này. Anh bạn này không có phong độ xíu nào ta. Kiếm cái anh bạn nào nhìn ngầu ngầu dễ thương xíu coi nào. Ấy bác sĩ đây rồi các bạn. HNT sẽ chọn bác sĩ đi bắn chim. Bác sĩ lấy ống chích bắn chim. Ok 3, 2, 1 bắt đầu và xem nào. Ồ oh, không phải lấy ống chích mà lấy đầu chơi game các bạn à. Mày hả bưởi. Ui phóng hụt rồi. Oh yeah. Yeah quá tuyệt vời. HNT canh quá kinh khủng các bạn ơi. Hụt rồi. Mày hả bưởi. Trứng không cần chỉnh. Ồ cầm dao búa phóng từ lừa hộp dưa mà mít trời. Bắn anh như nãy giờ được 6 em rồi đấy. Yeah. Yeah 2 em luôn rồi. Kinh khủng thiệt. Một nhát trúng 2 con. Ôi ôi trời ơi con này nó bay nhanh quá các bạn ơi. Nhanh hả bé. Nhanh hả bé. Quá tuyệt vời. Wow bây giờ tính nó cho mình giác đau. Ồ giác búa các bạn ơi. Ôi chà. Ơi mém trúng mém trúng. Mày hả bưởi. Mày thôi. Oh my god. Hết thời gian rồi. Chúng ta đã thu bắn được 13 em. Wow. Cái trò này cũng khá là thú vị rồi các bạn. Nó có khá là nhiều màn để cho mình chơi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái đây đi. Resume. Ok. Tiếp tục chiến ở đây. Ồ chúng ta quýnh được tới cậu số 3 rồi. Hốt nào. Ồ la la. Cái cậu này cách mình 30 m. 30 m cho 3 độ nha. Ô chính xác luôn. Quá tuyệt vời. Ồ tính nó cầm cái bình nước nó chọi mình rồi. Bình lửa các bạn à. Kinh khủng quá. 3 độ 4 độ cho 4 độ xem. Mày hả bưởi. Lần này là xiên táo nha bé. Ồ tiếp tục cầm cái bình rượu lửa chọi rồi. Trời ơi ngay chóc luôn. HNT đang bị đốt khá là thê thảm. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video ủng hộ cho HNT Channel nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì đề nghị hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hốt nào. Phi đao. Wow chính xác luôn. Ồ lại tiếp tục cái bình lửa của chú ấy nó rồi. Hên quá lần này thì chú ấy chọi hụt nhưng mà mình vẫn bị cháy xém. Cháy xém nó nghĩa là xém cháy đó các bạn. Xém cháy chết còn này là cháy xém. Trời ơi này. Cháy mất máu thê thảm luôn đấy. À chúng ta tiếp tục là khoảng 4 độ nha các bạn. 4, 5 độ xem. Mày hả bưởi. Trời ơi. Cái đao chọi mà không ghim vô. Chọi giỏi quá mà. Trời ơi nó chọi chính xác ngay táo luôn. Kinh thiệt. Công nhận là cái cậu này chọi ghê thiệt. Không sao vạn sự khởi đầu nan. Gian nan thì chơi tiếp. Phi đao thần trưởng. Ôi giống như người chú này có áo giáp hay sao đấy. Hập xuống né. Ô yeah hụt rồi. Mình đoán là tầm khoảng khẩu độ số 5 là con này nó lên đường chắc luôn đấy. 6 luôn nè. Mày hả bưởi. Xiên táo rồi. Quá tuyệt vời. Phí này thêm các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ chơi phí này thêm à. Tầm khoảng 6 độ là coi như là ăn hành luôn đấy. Phi đao. Oh my god. Trời ơi rớt cái con ốc ra rồi. Tương trao xịt từ lưa hột dưa luôn. Ồ giờ nó Win này đứng nó nhảy nhót rồi. Nhảy nhót đủ các kiểu luôn đấy. Wow hạ được 1 em rồi. Bây giờ tới em này nữa. Action. Cuộc chiến bắt đầu. Bây giờ đấu với cái em xanh xanh lè lè. Em này 30-35 m rồi. Ok. Ồ vậy là tầm khoảng 5. Mình đoán là tầm khoảng 5 là con này nó ăn hành với mình. Hụt rồi bé à. Khẩu độ là 5. Ấy da chính xác luôn. HNT chọi quá chuẩn các bạn à. Nguy hiểm. Trời ơi, nó chọi mình xiên táo luôn rồi. Xiên táo luôn các bạn ơi. Này chắc tầm khoảng 6. Ô không ổn rồi. Mình bị lọt xuống đây rồi. Oh my god, nó canh chính xác luôn đấy. Tám đi. Cái này khoảng 9 với 10 mới trúng được. Có lẽ là mình sẽ bị banh xác rồi. Hụt rồi. 9 hay 10, 10 đi. Mày hả bởi. Ha ha. Mất một lớp luôn rồi. Bây giờ là thấy xương chỗ ấy luôn rồi. Oh yeah. 10 mình nghĩ là tầm khoảng 11 các bạn. 11 xiên táo nào. Trời ơi. Ây da, chỗ này văng xa quá. Em đi xa quá. 11 mà văng xa quá. Chắc tầm khoảng 11 chắc cộng thêm cho 3, 4 đi, 4 đi các bạn. Xuyên tường. Trời ơi 4 quá cao. Tầm khoảng 13 là dính rồi. HNT có một quyết định khá sai lầm. Và lãnh đạn nữa rồi. Trời ơi. 10, 13 các bạn. 13. Đây rồi. Lên đường nào cậu bé. Wow, chú này chỉ còn lại một chút xíu máu thôi. Cái đao ghim ngay trên đầu luôn. Kinh khủng ghê chưa. Đây, và hãy xem Deadpool thể hiện. 14 đi. 14 nha các bạn. Yeah. Chưa chết nữa sao. Không thể tin được. Gì mà vẫn còn sống. 14 đi. Lên đường nào cậu bé. Hụt hả ta. Sao mình chọi hụt. Mình thấy mình chọi trúng mà. Ây dạ, lại trúng mình nữa rồi. 14 đi các bạn. Mày hạ bởi. Ok, 14 và chiến thắng đã thuộc về team HNT Channel. Tiếp theo là phí này thêm 14 luôn. Wow wow wow. Ok. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ HNT Channel nha mọi người. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.